Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn thì đây là bốn cái mẫu lòng bẫy chuột đồng đường mòn các bạn ha. Thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn mấy cái mẫu bẫy đường mòn của mùa này. Đầu tiên á, là cái mẫu bẫy thứ nhất thì cái mẫu này là cái mẫu số 1 các bạn ha. Nó có kích thước á, là chiều cao là 7 phân, chiều ngang là 8 phân và chiều dài là 15 phân các bạn ha. Hai lò xo, không có hai cái khoen chống sảy nha các bạn. Bẫy này bẫy trơn nha, không có chống sảy. Đó. Thì bẫy này anh em đánh chuột khoảng từ 2 lạng rưỡi đến 3 lạng quay đầu các bạn ha. Đó. Cũng là cái mẫu một này. Nhưng nó trội hơn chút xíu, nó hiêm ra được một ô các bạn ha. Thì coi như nó rộng hơn chút xíu và nó có kèm theo hai cái khuy chống sảy luôn, là mẫu số 2 nha các bạn. Thì mẫu số 2 này á, là bề ngang là 8 phân, cao 7 phân và dài 16 phân các bạn. Và cái mẫu số 2 này thì anh em cũng đánh chuột cỡ chừng 2 lạng rưỡi 3 lạng quay đầu nha các bạn. Mẫu số 2 nó khác mẫu số 1, nghĩa là nó có hai cái khuy chống sảy thôi. Và với trường hợp mà cái mẫu 7 mà có hai cái khoen tròn chống sảy như vậy thì mình sử dụng một lò xo nha các bạn. Đó. Thì lò xo này á, là nó có tác dụng là nó sập cái bẫy thôi, còn mà giữ được con chuột ở trong á, một cái lò xo này cũng giữ được các bạn ha. Nhưng mà chắc ăn thì mình thêm hai cái khuy nữa thôi, thì nếu mà chuột nó lớn quá nó tung thì có hai cái khuy lại giữ lại, thì mình không có cần thiết phải xài hai lò xo chỉ bạn ha. Một lò xo là nó đã được giữ được con chuột ở trong rồi. Đó là mẫu số 2 các bạn ha. Theo là mẫu số 3 thì nó là cái mẫu lớn hơn của mẫu số 1 thôi bạn ha. Nếu mà các bạn đo theo cm á, là ngang 9 phân, cao 8 phân và bề dài dưới này là 17 cm ha bạn ha. Thì cái mẫu 7 này thì mình sử dụng hai lò xo ha bạn ha. Nó lớn hơn và các bạn đánh chuột cỡ chừng 4 lạng đến 5 lạng được các bạn ha. Lớn hơn nữa thì không được. Và chú ý là nó cũng không có khuy chống sảy nha các bạn. Mẫu số 3 là không có khoen chống sảy nha, đánh chuột đồng loại lớn chút. Đó. Và cuối cùng là mẫu số 4 hiện nay thì nó dài là 18 phân, cao là 8 phân và ngang cũng là 9 phân các bạn ha. Nó là mẫu lớn hơn của cái mẫu số 2 lúc nãy á. Thì nó cũng là một lò xo và có hai cái khuy chống sảy luôn, anh em đánh chuột cỡ 4 lạng 5 lạng được các bạn ha. Đó, thì bất kỳ với cái mẫu 7 nào mà có chống sảy rồi thì mình sử dụng một lò xo thôi các bạn ha. Đó. Chống sảy nó sập xuống rồi rất là tiện luôn. Đó. Chuột lớn lớn vô là không có lo tung. Như những cái bẫy này các bạn đánh nhiều lúc mấy con chuột cống nhỏ nhỏ nó vẫn dính bình thường các bạn ha. Nhưng mà mình đang tập trung vô cái bẫy chuột đồng đường mòn thôi. Rồi đó anh em ha, thì mình để lại một lần nữa. Tổng cộng là 4 cái mẫu bẫy đường mòn cho anh em tham khảo nha. Mẫu số 1 bánh chuột 2 lạng rưỡi đến 3 lạng. Mẫu số 2 cũng vậy nhưng mà có khuy chống sảy. Mẫu số 3 thì đánh chuột cỡ 4 lạng 5 lạng và mẫu số 4 thì lớn hơn chút. À, nó có khuy chống sảy luôn. Thì anh em mua mấy cái lồng bẫy chuột đồng đường mòn cho mình thì sẽ được tặng kèm lò xo cho anh em hết ha bạn ha. Lò xo này là cái mẫu lò xo dài 3 phân rưỡi, đường kính 6 ly ha bạn ha. Để các bạn làm bẫy chuột một cái thì mình sẽ tặng kèm một cái lò xo nha anh em. Với những cái mẫu bẫy nhỏ nhỏ này nè thì anh em có thể cắt đôi cái lò xo này ra để mình làm hai cái lò xo ha, hoặc là anh em muốn bền hơn thì anh em sử dụng một cái lò xo thôi cũng được. Rồi thì cuối cùng là về phần giá bán ha bạn ha. Thì với cái mẫu bẫy số 1 này, mẫu bẫy số 1 này thì giá bán là 11.000 nè, mẫu bẫy số 2 là 12.000 một cái, mẫu bẫy số 3 cũng 12.000, riêng cái mẫu này thì giá nó là 15.000 ha anh em ha, là giá bán lẻ. Còn nếu anh em lấy từ 100 cái đổ lên thì mẫu số 1 giá 10.000, mẫu số 2 giá 11.000, mẫu số 3 giá 11.000 và mẫu số 4 thì giá 14.000 anh em ha, và giá bao ship. Anh em lấy từ 50 cái đổ lên là mình đã bao ship cho anh em rồi. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng mấy cái lòng bẫy chuột đường mòn này thì anh em cứ liên hệ mình ha, số điện thoại mình có để sẵn trên màn hình rồi. Xin cảm ơn anh em nha, xin chào tất cả anh em.